rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta tưng cầu bằng kỹ thuật của bàn chân ha, là chúng ta tưng bình thường thôi các bạn, đừng có thấp thấp, đừng có sợ sợ gì hết trơn đó. Trước khi mình lên được lên chưa lên kiểm tra, ví dụ tên Nguyễn Văn A lên con, thì trước khi thì mình lên đó thì mình phải cầu trời khấn Phật cho mình đá được trên 5 số trái, không có được 5 số trái thì cũng được 2-3 trái, nghe chưa? Rồi bây giờ thầy sẽ biểu diễn một vài đường lả lướt cho các bạn xem. Rồi bắt đầu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 là đó. Đếm giùm thầy coi, mày đếm mệt quá hả? 35 rồi. Rồi vậy ha, chị Nam kiểm tra cho thầy 6 trái được 10 điểm, nữ 3 trái 10 điểm, được chưa? Kiểm tra ha. Ok, mình gọi tên.